Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phong. Mỗi khi những sản phẩm của Samsung hay của Apple ra mắt thì luôn luôn chúng ta sẽ nhận được một cái câu hỏi, đấy là có nên mua nó hay không, nó có xứng đáng số tiền mà các bạn phải bỏ ra hay là không. Hay là gần đây nhất thì chiếc Galaxy S10 cộng ra mắt thì luôn luôn cái câu hỏi xoay quanh nó là tầm khoảng 25 triệu 26 triệu cho chiếc S10 cộng thì nó có đáng để bỏ tiền ra mua hay là không. Đó, rất nhiều câu hỏi xoay quanh về cái vấn đề này. Và mình sẽ chia sẻ những quan điểm của bản thân mình về cái mức giá của chiếc Samsung Galaxy S10 cộng trong video ngày hôm nay. Bắt đầu nhá. Đầu tiên, mức giá niêm yết dự kiến của Galaxy S10 cộng sẽ là 25.990.000, tức là vào khoảng tầm 26 triệu và bây giờ các bạn có thể đặt trước tại rất nhiều đại lý trên cả nước. Tại Di Động Việt thì chắc chắn là mức giá sẽ theo Samsung và quà tặng cũng sẽ theo Samsung, nhưng quan trọng hơn là sẽ có hộp quà bí mật để mà giúp các bạn có thể giảm bớt tiền hoặc là chúng ta có thể chiết khấu gì đó. Nói chung là các bạn có thể tham khảo thông qua link phía bên dưới phần mô tả video nhé. Rồi, đó là mức giá niêm yết dự kiến của Galaxy S10 cộng tại thị trường Việt Nam. Có mức giá chính thức thì vào ngày 26 tới đây mình sẽ cập nhật sau. Nhưng mà mình nghĩ cũng sẽ vẫn vào khoảng tầm 25 cho đến tầm 26 triệu, có thể 25.490 hoặc là 24.990 gì đó. Nhưng nói chung là cũng sẽ rất khó xuống dưới 25 củ. Vậy thì 25 triệu cho một cái điện thoại. Đó, rất căng. So sánh với những thế hệ Samsung Galaxy trước đi, thì chúng ta có Galaxy S9, S9 cộng, hay là gần đây nhất thì chúng ta có Samsung Galaxy Note 9. Thì kể cả so sánh với cả S9 cộng hay so sánh với Note 9, mình cũng đã từng có video chia sẻ rồi, thì Galaxy S10 cộng nó sẽ có những cái điểm tốt hơn. Ví dụ như là chúng ta có vân tay ở bên trong màn hình, chúng ta có camera thêm một cái ống kính góc rộng tốt hơn, được nâng cấp về camera nhiều hơn, chúng ta được nâng cấp về cấu hình, về cái trải nghiệm sử dụng. Có sẵn là 8GB RAM chứ không phải là phiên bản đặc biệt như trên chiếc Note 9 mới có 8GB RAM. Hay là chúng ta cũng sẽ có một thời lượng pin rất ấn tượng với dung lượng lên tới 4.100 mAh. Có những thứ khác nữa, ví dụ như là sạc ngược không dây này, hay là những tính năng hỗ trợ cho quá trình mà các bạn sử dụng hàng ngày thì nó cũng đều ok tất cả là mọi thứ. Thêm một cái chi tiết khác nữa, đó là nếu so sánh với cả Galaxy S9 hay S9 cộng thì Galaxy S10, S10 cộng có cái thiết kế màn hình sexy hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên nó lại có cái nốt ruồi, tức là có cái cụm camera nhúng ở bên trong màn hình, và cái này nó sẽ phụ thuộc vào gu của từng người khác nhau. Nhưng đó là xu hướng để khiến cho cái thiết kế mặt trước trở nên mỏng hơn, gọn hơn và đẹp hơn. Nên nói chung phụ thuộc nhất vẫn là vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Nhưng bản thân mình đánh giá nếu như là một fan của Samsung thì nên lên. Còn nếu như muốn có cho mình một cái điện thoại phải thực dụng, nó phục vụ cho nhu cầu hàng ngày với một trải nghiệm tốt dựa trên mức giá, thì các bạn cũng có thể cân đối những sản phẩm cũ hơn. Nhưng ở năm 2019 mà mua một cái điện thoại của năm 2018 thì đôi khi vẫn hơi cấn, đúng không? Mình biết là nhiều bạn sẽ như thế, nhưng mà phụ thuộc nhất vẫn là vào nhu cầu của bạn mà thôi. Nên là hãy cân đối với vấn đề này nhá. Tiếp theo, nếu như so sánh với những sản phẩm đến từ Trung Quốc đi, thì chúng ta cũng đã có một vài cái tên, ví dụ như là chiếc Xiaomi Mi 9 cũng đã ra mắt với Snapdragon 855, 6GB RAM hoặc 8GB RAM, và mức giá của nó thì chỉ bằng có nửa so với con Galaxy S10 cộng này. Nhưng mà chắc chắn các bạn phải đồng ý với mình một điều, đẳng cấp của Xiaomi và Samsung thì nó vẫn chênh nhau quá xa. Mi 9 nó sẽ chỉ có lợi thế duy nhất ở cái điểm đấy là cái cấu hình của nó cao và cái mức giá của nó rẻ hơn mà thôi. Còn tất cả những thứ khác thì gần như Mi 9 nó không có quá nhiều cửa để so sánh với cả chiếc Samsung Galaxy S10 cộng, từ thiết kế, từ màn hình, rồi từ thời lượng pin, từ camera, rồi là từ mọi thứ các thứ. Nên là có lẽ là mình cũng sẽ không muốn so sánh đến cái vấn đề này. Có chăng thì có một cái ứng cử viên khác sáng giá hơn, thì nó chính là những sản phẩm đến từ Huawei. Thì mình lại không muốn so sánh chiếc Mate 20 Pro ra mắt hồi năm ngoái với cả con S10 cộng này. Tại vì mấy năm trước, mấy năm nay thì nó cũng hơi cấn, đúng không? Nhưng mà khá đáng tiếc không có chiếc P30 Pro ở thời điểm hiện tại, tại vì cuối tháng 3 thì nó mới ra mắt. Nhưng mà nếu như nhìn sang chiếc Mate 20 Pro thì chắc chắn là S10 cộng nó vẫn sẽ có một vài thứ đỉnh hơn. Ví dụ như là cái công nghệ màn hình mới của nó đẹp hơn này, hay là cái thiết kế của nó cũng đẹp hơn này. Rồi chưa kể nữa là với cái hiệu năng thì cũng có rất nhiều trang đánh giá là Exynos 9820 cũng sẽ ổn hơn so với Hisense Kirin 980. Nhưng mà cái đấy thì khi nào có máy chính thức thì mình sẽ nói đến sau. Nhưng cơ bản hai sản phẩm này mình vẫn đánh giá là Galaxy S10 cộng nó vẫn sẽ có một vài điểm nhỉnh hơn. Rồi, bây giờ quay sang nói về Galaxy S10 cộng và iPhone 10S Max đi. Thì cái này chúng ta có rất nhiều điều để nói đến này. 10S Max mạnh hơn, chắc chắn Apple A12 vẫn sẽ mạnh hơn về cái quá trình mà các bạn sử dụng, mượt mà hơn,
chạy nhanh hơn, game ngủ các thứ cũng sướng hơn. Nhưng nếu như chúng ta lựa chọn S10 cộng phiên bản chạy chip Snapdragon thì mình nghĩ sắp tới thì di động Việt cũng sẽ mang về với một mức giá có lẽ sẽ còn tốt hơn cả hàng chính hãng thôi. Thì câu chuyện về hiệu năng nó lại là một cái vấn đề khác. Tại vì Snapdragon 855 rất mạnh và Samsung chỉ cần tối ưu tốt cái con chip này thì chắc chắn nó sẽ không hề thua kém so với Apple A12 đang có mặt trên chiếc iPhone 10S Max. Về pin thì mình đặt cửa dành cho Galaxy S10 cộng. Tại pin 4001 mà lại tối ưu rất tốt đến từ Samsung thì không có lý do gì để mà thua so với pin 3174 của 10S Max cả. 10S Max tối ưu ngon đến đâu nhưng mà vấn đề chênh lệch giữa dung lượng lên tới 1000 mAh như thế thì nó là một cái câu chuyện rất đáng để mà các bạn quan tâm đến. Chưa kể nữa là sạc nhanh các thứ trên S10 cộng thì nói thật với các bạn là kiểu gì cũng sẽ ngon hơn so với cái sạc nhanh trên chiếc iPhone 10S Max luôn. Mình đầu tư cả cái sợi C to Lightning cắm vào check thử cái sạc nhanh mà vẫn như còn khỏe, không ăn thua. Trước kia nữa là camera thì 19-10 nhưng mà chắc chắn là S10 cộng sẽ có cái điểm mạnh hơn ở cái camera góc rộng của nó. Còn về cái khả năng quay video thì Galaxy S10 cộng cũng không hề thua thiệt so với là iPhone 10S Max. Trước kia nữa nếu như chúng ta có ánh sáng hợp lý thì màu sắc từ camera trên những thiết bị của Samsung quay video lên còn đẹp hơn cả 10S Max cơ. Rất ngon ở cái chi tiết này. Rồi chưa kể nữa là cái màn hình Infinity O kèm với cái màn hình tai thỏ của con 10S Max thì mỗi người một gu khác nhau. Và chưa kể nữa là Galaxy S10 cộng có cảm biến vân tay siêu âm thì nó cũng được đánh giá là bảo mật hàng đầu trên thế giới hiện nay. Trong khi đó Face ID thì bây giờ có quá nhiều phốt liên quan đến vấn đề mở khóa cũng như là vượt qua Face ID rồi nên mình cũng sẽ không muốn chia sẻ lại đến cái vấn đề này. Thế nên nếu như đặt kèo giữa S10 cộng và 10S Max thì chắc chắn là S10 cộng vẫn sẽ có nhiều điểm đáng giá hơn so với là cả 10S Max. Trong khi đó thì mức giá nó lại rẻ hơn cực kỳ là nhiều. Như mình nói rồi đấy, 26 triệu chính hãng trừ đi quà tặng các thứ các bạn sẽ phải bỏ ra đâu đó tầm khoảng 20, 21 hoặc 22 triệu mà thôi. So sánh với cái mức giá mà các bạn phải bỏ ra cho chiếc iPhone 10S Max chính hãng bây giờ đâu đó khoảng tầm 29 triệu, tức là rẻ hơn rất nhiều mà lại có nhiều thứ tốt hơn thì chắc chắn là Galaxy S10 cộng vẫn đáng để các bạn bỏ tiền ra và sở hữu nó. Vậy nên nói tóm lại, Galaxy S10 cộng và cái mức giá mình đánh giá là nó đáng. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!